Các bạn có tin rằng là có ma hay không? Hoặc là có một cái uh, linh hồn giống như là người thân của mình vừa mới mất á, thì mình sẽ cảm nhận được là trong uh, 100 ngày á, là người thân mình sẽ quấn quýt xung quanh và giống như là người ta còn uh, muốn... Uh, ở lại để thăm gia đình rồi trước khi người ta đi tới một cái thế giới thuộc về của người ta vậy đó. Thì hồi cách đây là khoảng vài tuần thôi khi mình đang đi làm á, mình đi làm ca đêm ha, mình làm ca từ 10 giờ đêm cho tới 6 giờ sáng. À, thì có một người à, đồng nghiệp của mình á cái người đó người ta lại người ta kể với mình là à, có một người khác vào vào cuối tuần á cuối tuần thì rất là vắng và cái người đó đi làm vào cuối tuần thì người ta vô tới ca của người ta làm thì người ta bật đèn lên thì người ta thấy à, giống như là người ta thấy ma vậy đó, thì người ta mới sợ quá, người ta mới đi chạy lại, người ta kêu một người khác lại để tới cái chỗ đó thì để thì để coi như thế nào, thì người đó cũng tắt đèn rồi người đó bật lên lại thì người đó cũng thấy một cái bóng nó xẹt qua vậy đó, hai người thấy là rõ ràng luôn. thì đối với mình á, mình làm cái đêm á, nếu nói như là mình thấy gọi là thấy rõ ràng á, là mình không có thấy đâu mọi người, nhưng mà mình không biết cái này có phải là ma hay không cho nên mình mình thử hỏi coi các bạn nào đã từng gặp trường hợp giống như mình không ha thì mình đi làm cả đêm rất là vắng và có những cái lúc là nguyên một cái khu mình làm luôn á thì cuối tuần chỉ có một mình mình làm thôi à, có những lúc mình mình ngửi thấy cái mùi thuốc lá đó mọi người à, rất là nồng nặc luôn nha giống như là có người đứng kế bên và người ta đang hút thuốc rồi người ta thổi ra vô cái mặt của mình luôn á mà mùi thuốc lá cực kỳ cực kỳ rõ luôn chứ không phải là ngửi mùi thoang thoảng đâu nha mà mình thấy nhiều khi mình mình nghe được cái mùi thuốc mà liên tục hai ba ngày liên tục luôn á cuối tuần mình cũng nghe mình làm cuối tuần vắng mình cũng nghe thậm chí vào những ngày thường á nó hơi đông đông một chút xíu mình nói đông ở đây có nghĩa là mỗi người chạy làm việc á là mỗi người một khu nhưng mà không có phải là quá gần nhau nhưng mà cái chỗ của mình làm á thì nó cũng có người nhưng mà nó cũng khá vắng cho nên có những lúc mình làm một mình á mình nghe có cái mùi thuốc lá và mình có cảm giác giống như là cái người người ta hút thuốc người ta thổi thẳng vô mặt của mình vậy đó nhưng mà nó không có kéo dài mọi người chỉ có vài ba ngày thôi rồi cái 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 mùi đó nó cũng nó cũng hết thì mình không có biết có phải là có phải là ma hay không nữa tại vì mình thật sự nếu mà nói là gặp mà mà gặp rõ ràng thì mình chưa bao giờ không biết bạn nào đã có kinh nghiệm hay chưa chia sẻ với mình với nha